Tiếp tục hôm nay lại giới thiệu cho anh em về một thông số kính ngắm mili cực kỳ là cao cấp của cái thương hiệu kính ngắm Discovery các bác nhá. Thì hôm nay lên cho anh em con Discovery ED nhá, ED. Thông số là 1-6 × 24 IR FFP. Đấy, FFP. Đấy. Con kính này là có FFP chống rung, chống giật, chống nhảy tâm các bác nhá. Và tâm của nó sẽ là tâm số, tâm khắc kính. Tâm có một dấu chấm tròn ở giữa rất dễ cho anh em căn chỉnh, anh em ngắm bắn. Có đèn hồng tâm cho anh em đi săn bắn đêm, và đặc biệt là tâm này anh em có thể kết hợp đi rừng đi dãy nhá. Anh em tâm này đi rừng đi dãy quá ok luôn. Đấy. Đi bắn ở đồng bằng thì em không nói rồi, bởi vì tâm nào đi bắn ở đồng bằng hoặc là cái thấu kính của nó đi bắn ở đồng bằng ấy, những cái mẫu kính rẻ cũng có thể là đi bắn đồng bằng rất là sắc nét, rất là dễ chơi. Thế nhưng mà để mà đi được rừng ấy thì là cái tâm kính của nó phải phù hợp đấy, nó phải phù hợp và nó phải đủ độ dày nhá. Đủ độ dày thì anh em đi rừng anh em mới mới nhìn rõ cái tâm kính của nó được đấy. Con này là thân kính phi 30 các bác nhá. Đó thì em cũng xin báo giá luôn, chiếc kính Discovery ED thông số là 1-6 × 24 IR FFP đang được bên shop bán với giá là 2.700.000 các bác nhá. 2.700.000 đồng bao ship nhận hàng kiểm tra thanh toán đấy. 2.700.000 bao ship nhận hàng kiểm tra thanh toán. Em là PCP Huy Hoàng. Hiện nay thì cho tính đến năm 2023 là em bán hàng được 5 năm ở trên YouTube rồi. Đấy, kênh YouTube hiện tại các bạn đang theo dõi chỉ là kênh phụ của em thôi, kênh phụ của em thôi. Em trong 5 năm bán hàng này em vẫn sử dụng nguyên hai số điện thoại và hai Zalo chính chủ của em, không đổi các bác nhá. Đấy, vẫn sử dụng hai số điện thoại và hai Zalo chính chủ luôn, không thay đổi. Thì ở mỗi một cái video bán những cái sản phẩm đắt tiền thì em cũng không quên chia sẻ với các bác một điều như thế này. Bên giao hàng họ chỉ cho gửi đơn hàng với giá là 2.500.000 quay đầu. Người ta không cho gửi những cái đơn hàng giá trị số tiền nó lớn các bác nhá. Vậy nên là nếu các bác mua con kính này ở bên em giá là 2.700.000 thì các bác phải chuyển khoản bớt cho em 200.000 nhá, chuyển khoản bớt cho em 200.000. Còn lại là các bác nhận hàng, kiểm tra thanh toán nốt 2.500.000 cho người giao hàng giúp em. Đấy. Vấn đề đó là em phải nói luôn đầu video để cho anh em cân đối. Đấy, nhiều anh em mới chơi hoặc là anh em vừa mới theo dõi kênh YouTube của em thì có thể là anh em nghĩ là chuyển khoản cho em 200.000, anh em có thể là lo lắng, nhưng mà các bác yên tâm. Đấy. Em là bán hàng được 5 năm rồi mà vẫn sử dụng hai số điện thoại, hai Zalo chính chủ của em. Đấy, kênh YouTube chính thống của em là PCB Huy Hoàng, hiện nay có hơn 20.000 lượt anh em đăng ký theo dõi và ủng hộ kênh các bác nhá. Anh em có thể qua đó anh em check uy tín giúp em. Đấy. Con này là ED, thông số là 1-6 × 24 IR FFP. Đấy các bác quan sát, đấy thông số được in ở trên đầu thấu kính. Chiếc kính mili mà lại có FFP nhá, cực kỳ là hiếm ở trên thị trường. Đấy, cực kỳ là hiếm. Và có ốc định tâm chống nhảy tâm, ốc định tâm chống nhảy tâm đây. Đấy. Tem của công ty và đây sẽ là dòng mã sản phẩm của nó. Thì phụ kiện đi kèm cơ bản của chiếc kính này gồm có một đôi lắp chụp bảo vệ kính này. Đấy, lắp chụp rời nhá, rất là tiện. Chân kính phi 30, dây 11, lục lăng đi kèm để căn chỉnh chân kính. Lưới triệt tiêu ánh sáng tổ ong. Đấy, cực kỳ là nhỏ gọn. Ống chống lóa. Đấy, khăn lụa vệ sinh, giấy hướng dẫn sử dụng đầy đủ cho anh em chơi. Đấy. Chiếc kính này dài 24 cm nhé, 24 cm, cân nặng 600 g, thân kính phi 30 đem lại cho anh em góc nhìn rất là rộng và đẹp. Đấy. Con kính này tại sao nó nặng 600 g mà nó nhỏ gọn như vậy thì là nó được làm bằng chất liệu là hợp kim nhôm. Hợp kim nhôm của nó cực kỳ là dày dặn nên là kính nó đầm, nó sẽ nặng kính các bác nhé, nó sẽ nặng kính 600 g, kính mili mà gần như là nó trọng lượng của nó là nặng gần như là ngang với một chiếc kính dài rồi nhá, nặng gần như ngang với một chiếc kính dài rồi. Đấy, làm chất liệu hợp kim nhôm này. Đấy, sơn alót cực kỳ là lì luôn. Có đèn hồng tâm cho anh em đi săn bắn đêm và có tính năng tự động lấy led, khi anh em ngắm bắn ở cự ly nào nó sẽ tự động nó lấy led về cự ly đó cho anh em. Anh em có thể là ngắm bắn từ tầm 2m cho đến 5m đều sắc led cả. Đấy, 2m cho đến 5m nó sẽ tự động lấy led, đều sắc led cả các bác nhá. Đấy. Phù hợp với anh em chơi côn Dota Lon
FX cấu hình tầm cao, FX cấu hình tầm trung đều được hết các anh nhá. Đấy, miễn sao là anh em có nhu cầu chơi ở cự ly là 100 m quay đầu, anh em chơi cự ly gần và thi thoảng anh em có đi rừng đi dãy hoặc là anh em đi bắn buổi tối đều được hết. Đấy. Đấy là những cái điểm của con kính Discovery AD này các bác nhá. Thì nó chơi chống rung, chống giật, chống nhảy tâm rất là tốt và hình ảnh cực kỳ là sắc nét các bác nhá. Discovery của nó nổi tiếng là sắc nét rồi. Đây là em quay soi cho các bác xem cái tâm kính của nó. Đấy. Tâm thì sẽ là tâm hình cây thông và có một dấu chấm tròn ở giữa các bác nhá. Các vạch căn chia cực kỳ là đẹp, tỉ mỉ. Đấy. Hình ảnh thì nói các bác là siêu nét. Nhận hàng tới tay cho các bác bỏ ra ngắm thử, nếu không nét cho các bác giả về luôn. Đấy. Giả về luôn, không phải giả tiền nữa. Còn tiền các bác chuyển khoản bớt cho em sẽ chuyển lại trả. Đấy. Cực kỳ là sắc nét, rất là đẹp. Rất là đẹp con ED này. Đấy, bật cho các bác xem cái đèn hồng tâm. Đèn hồng tâm thì sẽ có 6 cấp độ tương đương với 6 màu xanh đỏ khác nhau nhá, 6 màu xanh đỏ. Hãy các bác nhìn giúp em, bật đèn hồng tâm nó sẽ sáng. Nó sẽ sáng như này. Đấy. Sáng các vạch căn chia lên xuống trái phải và dấu chấm tròn ở giữa các bác nhá. Đấy. Sáng tất cả các vạch luôn. Cực kỳ là đẹp, ngon. Nói chung là một con kính mili ngon ở trong tầm giá tiền nhá. Chứ em không thể nào mà so sánh cái mẫu kính mà 2,7 triệu mà so với những cái mẫu kính mà trên 3 triệu, 4 triệu, 5 triệu được. Không thể nào so sánh được. Bởi vì là mỗi con nó có một cái ưu điểm nó khác nhau. Đấy, mỗi một cái phân khúc kính nó sẽ có một cái ưu điểm nó khác nhau các bác nhá. Đấy. Còn về ở trong cái cùng cái tầm giá tiền thì con ED Mini này nó cũng là một trong những cái lựa chọn rất là đáng chơi. Đấy. Thương hiệu kính ngắm Discovery nó đã khẳng định rất là từ rất là lâu đời rồi các bác nhá. Đấy. 2,7 triệu. Đấy, chuyển khoản bớt 200.000, còn lại là nhận hàng kiểm tra thanh toán lốt 2,5 triệu cho người giao hàng giúp em. Đấy. Anh em mua hàng vui lòng liên hệ cho em qua hai số điện thoại em để trên biển kia, hoặc là anh em có thể kết bạn qua Zalo nhé. Anh em cần tư vấn thêm bất cứ những cái mẫu mã sản phẩm nào thì xin mời anh em cứ liên hệ giúp em với nhé.